Đây là Jack, một thanh niên chưa có bồ. Hằng ngày Jack ngủ đến tận trưa mới dậy. Còn đây là Tom, một thanh niên chưa có bồ giống Jack. Mỗi lần thức dậy, Jack luôn bắt đầu với tâm trạng mệt mỏi uể oải, còn với Tom thì hoàn toàn ngược lại. Bữa ăn của Jack là miếng thức ăn không tốt cho sức khỏe, vì Jack rất nghiện ăn đùi gà xuất xứ từ Trung Quốc. Còn với Tom thì bữa ăn của cậu lại là rau củ quả rất healthy. Đó là lý do tại sao Jack trông rất yếu, còn Tom rất khỏe, cơ bắp thì cuồn cuộn. Vẫn như thường, ngay sau khi ăn xong, hai thanh niên này sẽ đến trường. Hello. Cuộc đời thật trớ trêu khi mà hai cậu bạn này lại thích chung một cô bạn gái tên là Linh. Thấy Linh, Jack say đắm điêu đứng lòng người một hồi, rồi chạy thật nhanh tới chỗ cô ấy. Vì quá yếu nên một lúc mà Jack đã thở hổn hển. Anh mang tặng cho Linh một món quà rất to, đáng lòng cho Jack. Khi Linh lại cười và từ chối, cô ấy nhìn về phía của Tom. Anh chàng Tom chẳng cần phải làm gì, chỉ đứng khoe cơ bắp là đủ có sức hút mời gọi Linh tới rồi. Jack thất vọng nhìn theo Linh đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác, đang yên lành tự nhiên thất tình. Jack ném hộp quà rồi quay người bỏ đi. Vừa đi anh vừa cúi gầm mặt xuống suy nghĩ tại sao Linh lại yêu tên kia. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Vì đi không thèm nhìn anh đập thẳng vào cây cột điện cao thế, rồi ngã lăn quay ra đất, đã đang suy lại đâm phải cột điện anh chán sống. Anh phi thật nhanh sút một cái thật mạnh tự kết liễu đời mình. Không có gì bất ngờ khi Jack bị điện giật cứng đờ người đang ôm Linh. Nhìn thấy Jack đang gặp nguy hiểm, Tom bèn phi thật nhanh tới chỗ Jack để cứu anh ta ra ngoài. Do thiếu kiến thức cứu người bị điện giật, nên thành ra Tom cũng bị điện giật theo, cả hai ngã bất tỉnh tại chỗ. Linh hoảng hốt la hét chạy đi, nhưng một hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra. Khi mà linh hồn của Tom và Jack lại hoán đổi cho nhau, trong thân xác của Tom chính là Jack, trong thân xác của Jack chính là Tom. Jack lúc này sở hữu một cơ thể cường tráng, anh ta vui như phát điên, còn Tom thì bất lực không hiểu chuyện gì xảy ra. Dường như sức mạnh của Tom lúc này, thậm chí cả Linh nữa, đã hoàn toàn thuộc về Jack, đáng lòng cho Tom.